Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo và khánh thành cảng tàu khách Côn Đảo. Hai công trình có tổng giá trị đầu tư khoảng 400 tỷ đồng là những công trình hạ tầng kinh tế, xã hội và dân sinh quan trọng, phục vụ người dân, du khách, hướng đến mục tiêu phát triển Côn Đảo đồng bộ toàn diện hơn. Cùng dự lễ khởi công khánh thành có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp, ngân hàng và nhân dân huyện Côn Đảo. Dự án Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo được xây dựng trên diện tích hơn 12.000 m2 với tổng mức đầu tư trên 247 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 60 giường bệnh, giai đoạn 2 là 100 giường bệnh, tương đương bệnh viện đa khoa hạng 3. Trung tâm có đầy đủ các khoa phòng cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc, chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng, phẫu thuật, xét nghiệm. Thời gian thi công là 4 năm. Với cơ sở vật chất hiện đại cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, chiến sĩ và du khách, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị khách cũng đã cắt băng khánh thành bến tàu khách Côn Đảo thuộc dự án cảng tàu khách Côn Đảo. Công trình có tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng, gồm một cầu tàu dài 50m, rộng 112m, một cầu dẫn dài 370m, rộng 7m. Cầu tàu được thiết kế tiếp nhận tàu khách chở 300 người. Ngoài ra còn có nhà ga hành khách, nhà điều hành, vân vân. Bến cảng tàu khách Côn Đảo nằm ngay tại trung tâm của huyện, giúp hành khách đi tàu ra Côn Đảo, rút ngắn quãng đường gần 15 km từ cảng bến đầm về trung tâm Côn Đảo, đồng thời cung cấp nơi đón trả khách, neo đậu an toàn cho các phương tiện kinh doanh dịch vụ cano, đưa khách tham quan đảo nhỏ, tour sinh thái biển.